Xin chào các bạn. Như vậy, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Christine Lambrecht hôm 16 tháng 1 đã chính thức tuyên bố từ chức. Bà Lambrecht đã chịu áp lực rất lớn về một video đăng trên Instagram vào đầu năm mới từ đường phố Berlin. Trong đó, bà cố gắng kể lại những trải nghiệm của mình về cuộc chiến ở Ukraine, khi cho rằng chiến sự đã đưa tới rất nhiều trải nghiệm đặc biệt cũng như cơ hội gặp gỡ những người tuyệt vời và thú vị. Ngay lập tức, thông điệp đầu năm mới của Bộ trưởng Quốc phòng Đức được truyền thông Đức mô tả là khiếm nhã, bởi Đức đang là bên ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và cung cấp cho Kiev một số loại vũ khí. Nhưng hiện Đức vẫn đang chịu nhiều áp lực lớn xung quanh việc tăng viện trợ cho Ukraine, trong khi năng lực quốc phòng nội địa bị đặt dấu hỏi sau vụ toàn bộ xe chiến đấu bộ Puma tối tân của một đơn vị thiết giáp bị hỏng trong đợt diễn tập mới đây. Đồng thời, chiến sự Nga-Ukraine cũng khiến cho Đức bị ảnh hưởng nặng nề cả về kinh tế, xã hội, bởi nước này phụ thuộc lớn vào nguồn cung tài nguyên từ Nga, bao gồm cả khí đốt, dầu mỏ và nhiều loại khoáng sản khác. Tờ nhật báo lớn nhất nước Đức, Bild, đã nhận xét rằng thông điệp chúc mừng năm mới của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã làm nước Đức xấu hổ. Trong khi tạp chí Spiegel cũng nhận xét rằng trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine, phát biểu của bà Lambrecht không phù hợp và đáng xấu hổ. Trong khi một nguồn tin nói với tờ Der Spiegel vào cuối tuần trước rằng Bộ Quốc phòng đã rơi vào trạng thái thất vọng sâu sắc dưới sự lãnh đạo của bà Lambrecht. Thậm chí, ngay đầu năm nay, Viện Nghiên cứu các câu trả lời xã hội Đức, INSA, chuyên cung cấp các nghiên cứu về giả thuyết, chính trị và thị trường, đã thực hiện một cuộc khảo sát về ý kiến người dân Đức với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của mình. Kết quả cho thấy 64% người được hỏi rằng bà Lambrecht nên từ chức và chỉ 15% cho biết họ muốn Bộ trưởng Quốc phòng tiếp tục tại vị. Trước đó, kết quả của cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu Seaway có trụ sở tại Berlin công bố ngày 6 tháng 1 cũng cho thấy 77% trong số những người được hỏi ủng hộ sa thải bà Lambrecht, trong khi cũng chỉ có 13% cho rằng Bộ trưởng nên tiếp tục tại vị. Mặc dù cho đến nay, bà Lambrecht đã từ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, nhưng những bất cập trong việc cải tổ và vận hành quân đội Đức vốn rệu rã và yếu kém vẫn còn tồn tại. Và đây là nguyên nhân chính khiến cho bà Lambrecht mất ghế, trong khi phát ngôn vạ miệng hồi đầu năm chỉ là giọt nước làm tràn ly. Bộ trưởng Lambrecht thực tế đã phải chịu áp lực rất lớn và nhiều lần chỉ trích vì không thể nhanh chóng khôi phục sức mạnh cho quân đội Đức, bất chấp Quốc hội Đức đã thông qua ngân sách đặc biệt trị giá 100 tỷ euro. Kế hoạch hiện đại hóa quân đội với quỹ đặc biệt 100 tỷ euro này được Thủ tướng Đức Olaf Scholz đệ trình chỉ 3 ngày sau khi xung đột Ukraine bùng phát ngày 24 tháng 2. Đây được xem là bước ngoặt trong chính sách an ninh của quốc gia đứng đầu châu Âu sau nhiều thập kỷ bị trói buộc và dè dặt về mặt quân sự xuất phát từ hậu quả của hai cuộc thế chiến. Cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã thúc đẩy Đức phải đánh giá lại tình hình lực lượng vũ trang. Thực tế cho thấy, mặc dù tham gia tích cực vào các hoạt động của NATO, nhưng quân đội Đức đã không được đầu tư tương xứng và thiếu trang thiết bị trong suốt nhiều thập kỷ. Các chuyên gia quân sự thậm chí còn cho rằng Đức không có nổi một binh đoàn tinh nhuệ đủ lớn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ lãnh thổ. Theo chuyên trang đánh giá Global Firepower, năm 2022, sức mạnh quân đội Đức chỉ xếp hạng 16 thế giới, một đánh giá quá thấp với danh tiếng của Đức mà chúng ta từng biết. Thế nhưng điều này được kỳ vọng sẽ thay đổi với kế hoạch cải tổ, hiện đại hóa quân đội lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đức sẽ sớm có quân đội lớn nhất ở châu Âu, chỉ sau Nga. Hiện quân đội Đức có 183.000 binh sĩ tại ngũ, hơn 81.000 nhân viên dân sự và khoảng 30.000 nhân sự dự bị. Đức là quốc gia có lực lượng quân đội lớn thứ hai trong Liên minh châu Âu, sau Pháp. Đồng thời, kế hoạch mới đây cũng đã biến Đức trở thành quốc gia có ngân sách quốc phòng lớn thứ ba thế giới, sau Mỹ, Trung Quốc, với mức trên 2%. GDP đạt 65 đến 75 tỷ euro mỗi năm. Trước đó, chi tiêu quốc phòng của Đức nằm ở vị trí số 7 thế giới với mức 1,3% GDP mỗi năm. Nhưng cuối cùng cho đến nay, sau gần một năm kế hoạch được thông qua, việc cải thiện quân đội Đức chưa đi về đâu, khi hầu như không có khoản nào trong quỹ bổ sung trị giá 100 tỷ euro mà chính phủ cam kết đến được với lực lượng vũ trang. Lãnh đạo phe đối lập trong chính phủ, ông Friedrich Merz, hôm 23 tháng 11, cáo buộc Thủ tướng Olaf Scholz đang thất hứa với Quốc hội và đặc biệt là Bundeswehr, quân đội Liên bang Đức. Ông Merz nhấn mạnh ngân sách quốc phòng năm 2023 trên thực tế không hề tăng, mà sẽ giảm 300 triệu euro dựa trên các kế hoạch hiện tại của chính phủ. Đó là chưa kể các khoản viện trợ gia tăng với Ukraine. Và dù duyệt chi thêm 100 tỷ euro để nâng cấp quân đội với nhiều kế hoạch mua sắm được công bố đi kèm, nhưng cho đến nay, Đức đang gặp khó khăn trong việc tăng cường mua sắm quốc phòng hoặc thậm chí là việc tái bổ sung khí tài mà họ cung cấp cho Ukraine cũng đang thiếu. Vì vậy, về cơ bản, quân đội Đức hiện nay nếu đánh giá một cách khách quan sẽ phải thuộc top thấp nhất trong số các cường quốc ở châu Âu, thậm chí có phần lép vế so với Ba Lan, người hàng xóm liên tục mua sắm, nâng cấp quân đội với hàng loạt hợp đồng khủng trong năm 2022 vừa qua. Các loại vũ khí Đức cũng đang bị đặt dấu hỏi lớn, nhất là khi chính phủ Đức ngày 19 tháng 12 năm 2022 vừa qua cho biết Đức sẽ tạm dừng biên chế mới xe bọc thép Puma sau khi loại khí tài này có tình trạng chết máy hàng loạt trong các cuộc tập trận mùa đông năm 2022. Được biết, xe chiến đấu bộ binh Puma được lên kế hoạch trở thành một trong những trụ cột của lực lượng vũ trang Đức nói riêng và cả tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nói chung.
Các xe chiến đấu bộ binh Puma dự kiến sẽ được đưa vào biên chế trong lực lượng phản ứng nhanh của NATO bắt đầu từ tháng 1 năm 2023. Hiện tại có 350 xe chiến đấu bộ binh Puma đang trong biên chế của nội Đức. Trong số này, có 42 xe được sử dụng trong các hoạt động của NATO. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Đức, bà Lambrecht thời điểm đó đã phải thừa nhận. Tình trạng hỏng hóc của xe chiến đấu bộ binh Puma là bước lùi lớn đối với hoạt động hiện đại hóa quân đội. Binh sĩ của chúng ta cần những loại vũ khí ổn định và đáng tin cậy. Theo Bộ trưởng Lambrecht, vào thời điểm hiện tại, các xe chiến đấu bộ binh Marder đời cũ sẽ thay thế vai trò của xe bọc thép Puma. Ngoài ra, cơ cấu thượng tầng của Bộ Quốc phòng Đức cũng gặp những nghi ngờ về năng lực. Dù Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức là một quan chức dân sự chứ không phải là một tướng lĩnh, nhưng rõ ràng họ cần hiểu biết sâu sắc về quân đội Đức nói riêng và cả châu nói chung. Ở đó, kể từ thập niên 1990, khi nước Đức tái thống nhất, đa số các bộ trưởng bộ quốc phòng tại vị không lâu. Ngay cả bà Lambrecht cũng mới giữ ghế được hơn một năm. Điều này rõ ràng tạo ra sự đứt gãy trong các chính sách quân đội, một lực lượng vốn cần phải được định hướng ổn định và phát triển trong nhiều năm. Đồng thời, ba vị bộ trưởng gần đây đều là phụ nữ, một điều hiếm thấy trên thế giới, dù không thể phủ nhận khả năng của phái nữ. Trong đó, bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu hiện tại, là vị nữ bộ trưởng quốc phòng Đức đầu tiên. Và cho đến ngày nay, bà von der Leyen cũng vướng phải nhiều cáo buộc khác nhau liên quan đến năng lực, với nhiều tuyên bố và chính sách được thi hành gây tranh cãi. Vì vậy, trước sự ra đi của bà Lambrecht trong Bộ Quốc phòng của Đức, dù bộ trưởng mới là ai thì cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức. Nhiệm vụ đầu tiên sẽ là phải chuẩn bị cho cuộc họp của nhóm liên lạc Ukraine gồm các bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO vào ngày 20 tháng 1 tại căn cứ không quân Mỹ Ramstein, miền Tây nước Đức. Sau đó là sự cân bằng các lợi ích trong chính nội bộ các đảng phái tại Đức. Ngoài ra là cả sự ủng hộ, tin tưởng của các chỉ huy và có thể là các binh sĩ trong lực lượng vũ trang. Những người dù ít nhiều có tâm lý bất mãn hoặc chán nản với tình trạng quân đội Đức hiện tại, nhất là trong bối cảnh các phong trào dân tộc Đức đang trỗi dậy mạnh mẽ. Mới đây nhất là vụ việc Đức triệt phá một âm mưu đảo chính lớn. Ở đó, phong trào cực hữu Reichsbürger nổi lên rất mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Đức gặp nhiều khó khăn. Nó tái hiện hoàn cảnh Đức trước khi Hitler lên nắm quyền. Hiện nay, chính phủ Đức đã ghi nhận có sự tham gia của các chức sắc, giới quý tộc cũ và cả lực lượng quân đội an ninh. Đa số thành viên của Reichsbürger được vận động nhằm khôi phục đế chế Đức sáng lập năm 1871. Họ tin rằng các nước đồng minh phương Tây sau khi đánh bại Đức Quốc xã hội đệ nhị thế chiến vẫn đang cai trị nước này trên thực tế. Vậy các bạn có thông tin gì về quân đội Đức và thấy sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến bình luận của mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.